bong bị sao cả thà côn khmai là o hai tại cái lá có miên khắc chỉ đặc thù ai bây giờ mà bẹ bong đang đường đi bây giờ bà đái là cứ này bà thà đây chỉ riêng bọc cô tê bà vừa riêng bọc cô tê bà bọc cô na cọt tụ ai chả năng hư bọc cọt bà tại vì mình tặng o bà miên môi chấm đuôn tê xong mình chia sẻ nữa bọn á mình tặng o tê bà bực bực nhóm chẳng vậy thật can tài đập bẫy nhóm can tạ on nhưng căn ta sập hiệp nhưng mà đại chế tu ai không bà nó cứ bà chẳng còn để giấy nó có chia cả đặt tiền đọc ôm ôn này bà nó cứ bảo dương là hay dương không khâu này tham tiền hay dương căn tới tuân plun bà ăn làm tôn bà cả rút đọc bụng mày bông bông để control bà mình ai thơ chỉ tu ai bạn thế bà nó cứ bà nhưng khi bóp bóng sập hiệp sau này có thay ca ai bật tụ dương ở lấy làm yên chân bà sập mẹ bò được tiệt tôn những đường đi bom ôn như gọi là đại bà chọn ở đi chấm rán to để cả đặt vào tụ nước việt sốt cật đại tại miền bom ôn nhưng gọi khác tiếc gọi tha là móm chuyện này dùng khác tới chuyện này dùng khác tới bà sốt đặt tụ sốt đặt bao lâu cứu là cứu vô như vậy bà lấy con giấy gồm dạng còn tại mình men chưa hô hai bảy tệ bà cứu bà bò tê ký không hoa hoa trong trip mà hơi ký có chọn tụ vô chơi chấm này hơi được phép tâm tư tụi mình đây bà cái vay bận tụ bà hai dương lượng đại khang dương à đang bị trầm trồ hơi cái của mình khôi khang này tại một cái chân hơi dương lượng đại bị trẻ còn bà này bà anh đang thua ơi áp on đó cái tự dục cùng mai bên tê bà cái lại nâng nhung như vậy thế ta bổ sân cái thua khó chịu dùng chơi lúc ấy dương công liên tam bà dương liên tam thế bị bùa và một thằng đang nôm con mình ban control ơi ta thường chẳng tê bà nhung hiền vậy ta bắt chấp bón bà xong lại đi chú cột lạnh cún cơm ai cột tam nan hoang ngay đấy tam nan ở tầm biên cao bốc cột đạn lai bụp bà chẳng cột tháp đo phịp trầm trời kỳ tớ là bởi dương hạt khăn dương chứ nè dương chứ nè hay bà chẳng chứ nè lưu ca phân bàn khu này ta bà mình tật bằng phẹt tờ lưu chẳng cọm bùn bàn nạn nè bà chẳng bàn rương ngay môn nâng nhóm khu nhóm sẽ lạnh đằng phí nhóm mình cắn chân khăn nát ấy, rừng David của mình sẽ nhóm, của mình sẽ chiếm nhóm, thiền lại của mình sẽ chiếm nhóm. Bà. Tại cột không ai từng bị. Bà. Nhưng, chứ nếu chứ tự, chắc chắn chắn tự. Bà, nên ai tự, ta tránh cái tự ba nè. Bà. Ờ, chứ nếu tự ba nè. Hay bố chứ nếu chắn nhả nâng mạch bán, khi nhóm nâng hụ hẹt đá bê đúng. Bà, là cửa bà. Xong tôi mà hụ hẹt bê. Bà. Hụ hẹt luôn ai nực xe màn tha tụp ở rộng hương lại bàn. Bà. Tại chúng ta hãy lấy khơi nha xa bọn có cột bàn cây lắm ô. Bà. Cột có thư tam xa nông bộ bụng mẹ bông bộ. Mà mình thư tam mình ấy anh tế. Bà, là cửa bà. Xa nông bộ bụng mẹ bông bộ. Đã công trôi xa con khoai cột chơi mư. Bà. Lời cột chết tam năng, cột tam năng, đừng nà chênh nà chanh, tự tụ, tự mùi, tự bi, tự bay, tự buôn, tự bén. Cột đừng tự ọ. Bà. Ai dương tự khó bọt, là cái hai ta chăn tẹm này sẽ ca luôn ai nâng tui mạch. Bà lạc bà. Hình dương thưa nâng làm bây ai tư dịch chôn để con trô nâng cột sở bái chất rồi. Bà. Hay bây dương thưa tui nâng cột mạch thòm án. Bà lạc bà. Mình thòm chương nữa chứ. Bà lạc bà. Ta lạc tê khờ nhai. Nhưng mà mình thấy ô thư tới đầm bây cháu tự lực cháu cọm mình ôi gót ngày khối thư càng nghe ý kì đạp bình đây gót á tê nhưng mà trong màn chẳng tê. Bà lạc còn thà ôi gót lọc khát cài khay ý khôn anh vô phép trầm trừ sẽ kết dự thua mò thơ mò. Bà thơ mò hơi xạ bôn lỡ có gót bà đâm cơ cháy gót khơi nhé gót không prân prai nhạ. Bà lọc khát hay. Bà lạc nôm hơi chứng bà bà đo ở cột miền cang nghề vinh tư bà cột bên đấy nhôm thường mà nhôm nhôm tập tui cho ban bà vừa nhôm làm ba kho rương bà tôi bảo rong đá và sân dê thật nơi còn than là ca nắng cột bom mình đi giống mà mình bà đá bà rú bà bom sắc mía bà cột cột sao là rú thà là rú bỏ sai bàn là o bà nâng dây mình là nơi cạnh đá đó nè bà nơi cạnh đá mình tới hàng nè bà bong sốp hi sốc nhưng mà bong tăng bì cái lỗ sai pram sai bấm bay nơi bờ đây cả la bà này dây chưa rung tới con ông lai này cứ bong ôi những gì chắc mau chắc mình tên bà nhưng mà sao đây đấy bà ta nhưng mà nhưng cả tôn cho nó mà đỏ lỡ á bà lỗ bắt bà ta nhưng mau cái đầu ấy bà lực cứ chui prap bà sầm nắng đừng lo sốp hi bà che mắt phong chăm
ខ្ញុំមើលទៅតឹងទ្រូងណាស់បាទបងប្អូនខ្ញុំនិយាយពីចំណុចល្អនិងចំណុចដែលខ្វះខាតបាទបាទគ្រូបាទចំពោះឥឡូវខ្ញុំនិយាយពីព្រំសំណាងវិញបាទបាទបាទព្រំសំណាងបើនិយាយពីកាយសម្បត្តិគាត់គឺអំណោយផលល្អបាទជាពូជជាខ្មែរអង្គរបាទបាទគាត់ដោយសារគាត់ឈ្នះនឹងគឺឈ្នះយ៉ាងម៉េចឈ្នះនឹងភាពអំណត់របស់គាត់មនុស្សនឹងសួរណាបាទលោកគ្រូមិននិយាយនឹងចិត្តសួរគាត់មានតែគាត់ចិត្តឈ្នះរហូតប៉ុន្តែចំណុចដែលខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចទេគាត់វាយអរុះរវើកបាទបាទគាត់វាយរឹងឆ្កើតហើយបងណាងព្រំសំណាងបើគាត់ឈោវាយប៉ាត់ប៉ាត់គេហៅថាឆក់រឿងឆក់ឲ្យលឿនហើយតត់ក៏ត្រូវតែតត់ឲ្យដាច់ដែរបាទលោកគ្រូមិនមែនលើកតែតុបតុបចឹងទេហើយដៃញុលញុលនឹងទេរៀនអាហ្នឹងវិញបាទរៀនអាហ្នឹងវិញបើគេហៅថារិចរិចប៉ះហើយម៉ាត់ប៉ះមិនមែនរុញញុលញុលអត់ទេបាទបដូរឡើងហ្នឹងបើព្រំសំណាងបដូរឡើងហ្នឹងគាត់នឹងឆក់យកបេះដូងប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងមែនតើបាទបាទបងខ្ញុំនិយាយបងប្អូនក៏គាត់ដឹងថាអាហ្នឹងមិនមែនវាយអាហ្នឹងហើយញុលបាទគ្រូចេះញុលញុលញុលញុលចុងជង្គង់ពឹបហើយអ្នកដែលស៊ូបានចូលជង្គង់ទៅហើយបាទបានណាងយងបានណាងយងតែបើហឹងឲ្យគាត់នៅគេហៅថាភាពរហ័សរហួននឹងទុនភ្លុនមកគាត់អត់មានគេហៅថាសិល្បៈនៃការវាយអត់មានបាទបាទគ្រូបាទមានតែចិត្តអំណត់នឹងតស៊ូបាទមនុស្សនឹងស៊ូណាបាទគ្រូព្រំសំណាងស៊ូបើថាវាយមុំមុំគេវាយខ្លាំងគាត់ងើបឡើងវិញនឹងតាមដានចំណុចរបស់គាត់ល្អត្រង់ហ្នឹងហ្មងបាទគ្រូតាំងពីដើមមកខ្ញុំឃើញអញ្ចឹងតែខ្វះនៅភាពទី1សិល្បៈនៅការវាយអត់មានបាទទី2វាយអត់ដាច់ទេវាយញុលអាដៃដល់ជើងដល់យកទៅច្រឡោគេញុលញុលបើយើងរៀនយើងរៀនឆក់មកវាយប៉ាត់ប៉ាត់បាទឆក់នេះដូចដៃមិនមែនញុលអញ្ចឹងដៃបាទបើចូលលឿនប៉ាត់បាទអត់ខ្លាំងអញ្ចឹងមកបាទបាទលោកគ្រូកែហ្នឹងណាងបាទកែកន្លែងហ្នឹងបានហ្នឹងឯងបងទេណាក៏វាក់បាយដែរវែងមនុស្សមកពីសំណុំគណៈខ្មែរអង្គរចំហើយបាទបាទមកបាទហើយភីនេះគ្នាឡងភីហ៎បាទឡងភីគាត់កដោបចិត្តស្រូវបាទកដោបចិត្តស្រូវដូចគ្នាហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវវាខានយូរគ្នាឡើងទៅវិញក៏ពិបាកពិបាកបាទតែពីមុនគឺនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សវែងមិនមែនស្រួលវាយណាបាទបាទយើងប៉ះជាមួយនឹងមនុស្សវែងអញ្ចឹងបើចេះផ្លែធ្ងន់ធ្ងន់ទៀតងាប់យើងទៀតទៀតចូលទៅមកជុងចូលជុងហ៎បាទគ្រូអណាងព្រំតណាងឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងតែកក្រើកហើយបើសិនជាគាត់កែកន្លែងហ្នឹងបានចេញដៃឲ្យច្បាស់ចេញជើងឲ្យច្បាស់ឲ្យធួនធួនមិនមែនទៅញុលទេបាទបើចេះតែឈ្នះដែរឈ្នះរហូតបាទយើងនិយាយចេះឈ្នះរហូតបាទគ្រូដូចខ្ញុំនិយាយឈ្នះហ្នឹងឈ្នះមិនចិត្តស៊ូរបស់គាត់បាទគ្រូបាទមានបងប្រុសម្នាក់គាត់ថាតើអាចមកពីបញ្ហាកាឡូធួនពេកដែលចេញមកយឺតឬក៏មិនគ្រូមិនមែនទេជាទំលាប់ទេជាទំលាប់វិញទៅបាទកឡូធ្ងន់យើងចេះតែនិយាយថាកឡូធ្ងន់ហីបងកឡូធ្ងន់ក៏យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរពីខ្លួនឯងដែរបាទគាត់ថាធ្វើអីដល់ជាទំលាប់បាទគ្រូទំលាប់យឺតយឺតទេបាទធ្វើការលឿនលឿនបាទហាប់ដូចគ្នាបាទគ្រូទំលាប់ចេញចូលលឿនទំលាប់វាយធ្ងន់ធ្ងន់បាទទំលាប់ចេញមកឆក់ឆ្វេងឆក់ដាំចេញជើងតត់ឡាឡាមកនេះបាទកឡោធុនកលាំងក៏វាធំតាមនឹងបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងគិតទៅម៉េចផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងបាទបាទលោកគ្រូអញ្ចឹងបាននេះថាបងព្រមសំណាងគួរតែមានអាភិបអាសិល្បៈក្នុងការវាយនិងអាភិបរហ័សលហ៊ុនមកវិញតិចដើម្បីឲ្យយកឆក់ចិត្តអ្នកគ្រប់ត្របានបាទនេះគឺទស្សនៈរបស់លោកគ្រូហើយបងប្អូនខ្ញុំក៏ឃើញច្រើនអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកគ្រូមានមួយរឿងទៀតណាបងប្អូនខ្ញុំខ្លាប់គាត់ថាគាត់ញុលមែនប៉ុន្តែអាញុលគាត់នឹងឈឺចុះបើសិនជាគាត់រហ័សជាងនឹងទៀតអញ្ចឹងអាម្ដាយគាត់នឹងមិនទេលោកគ្រូមើលតែសម័យខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាអាញុលឈឺចុះអាវាយអត់ឈឺបាទបាទញុលឈឺបើតាមល្បឿនឆក់ទៀតអានឹងមិនអែមបាទលោកគ្រូកន្លែងទាំងឯងដែលញុលញុលចង់និយាយថាកលាកកគេមករៀងខ្សោយខ្សោយដែរហ្នឹងបាទប៉ះចាំពួកអរ៉ុបណាវាច្បាស់ដៃប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ប៉ាត់ងាប់បាត់បាទគ្រូអើមានអរ៉ុបណាគឺវាយញុលញុលចឹងអត់មែនទេបាទអញ្ចឹងយើងអត់តន់ប៉ះបាទគ្រូប៉ះប៉ះជាមួយមួយអាតាន់មកល្អច្បាស់លាស់មកច្បាស់ផ្លែដៃច្បាស់លាស់យើងវាយអត់តន់ទេយើងយកទៅញុលគេហ្នឹងបាទបាទគ្រូបើញុលហ្នឹងល្អហើយអត់មិនអាវាយមិនល្អបាទគ្រូចុះបដូរកាយវិការនោះវាយមកបោះបោះ
chọc đây thun máu dương vén trương vén dương hiện nay từ lo lươn hay thun thì tới bạn em bạn bạn kêu nói chuyện này còn bạn bạn này bom bom nhau còn ngày nay kêu bom bom nhau còn của mình chả làm gì mà anh đã của mình bom bom nhau còn thế này vận tải à lỡ lúc đó nhom ai click ngay bị bom bom sầm láng này nhom trăng trôi đâu mà cứu đây muốn đây nhom trăng mọ xu lúc đó đai co vận tải nó khởi đại chậm trong cam thì là bị chán nơi ro trong cam thì nhưng mà tại ơi bom bom cái lá cờ đại quạt châu mắc cứ bị phịa cà bạc cụ đại trắng được luôn đại nhâm xong được luôn tạm mà bạc cụ đây lưỡi số thả lớn nó bị chập bắt ba văn thô mà đong thiên được đóng mấy đá được luôn pi đại đi anh nhâm đại tứ đại kim đại trắng cảm ơn này bị chập bắt mùi văn thô bị chập bắt này mày này smart bắt tuốt thế được ba vai bồng bồ lati ba smart này tại bà vai gắng thô mà đá này ba được luôn ba hay vai bay tất rừng vài vài pram tất cả bán này bàn thong còn lơ bàn thong còn chlạt hay bàn thong còn miền cực tùm rung bạn là cực chứng bày bây còn bàn tằm bà. Đạo bục hay còn thôn này bà. Tại bà vay thông ca vô bàn túc chạy bàn thong ấy bạn là cực bà vay bàn thong ọt xa lọp đấm bản tụ bản thong sạt bạn là kêu bản thong trên châu lươn hay thuần tiệt bản thong cho ba nữa bạn chẳng pi nè nâng bờ chuột nè vay giờ bản tụ còn vay giờ sập bạn là kêu bản thong ấy bạn là kêu đằng ta bà về tới bà vay mình sập cứ bản thong này bản thong ấy bộ vay trong gì nghe chứ cả vay nè thon mình bổn buồn nè ti sập mình này bạn là kêu bạn bà sập mà thế này bạn bản tay bộ vay pram tắc thong mà đá ở trên bàn thong thế, bà, à, ở trên bàn thong, bà, còn tại bên sầm bát có thợ đua cái lò học mới đấy bà, bora, tại trên bàn tụ ấy, bà, nên bàn tụ nâng bờ sân chia bora có một plot mà rộp nâng á, chân bora nữa, bà là bàn tụ chân bora, cái lại nâng đi nhung dây chân, sầm bát còn miền nào cả nông cam mặt nông cá bọc, tại bọc ba bàn thong vài giờ bàn tụ ở trên bàn thong ấy, bà là kêu, bàn thong còn thôn hơi cột là hơi cột chà tiệt hơi cột bàn từng đay bàn từng chân bàn từng cài bà bay bàn thong đò bà là kêu cho đò về mấy bong mình đi vào dưới bờ rá này từ số đập bờ rá ai những bạc bàn thong nữa bà rằng cho bà pi này bạc hay vậy kêu ô bà thử kia bà ô pi này nâng cái bạch chà được kia bà luôn chà được kia bà hay bờ rá cột một nữa bờ rá trong gì tha tăng chỉ cung tăng cành con ba một sruột ba chẳng bờ pi nắng ăn ăn viên tầm lại bàn này nhưng bà viên lại bà viên tầm lại bây giờ đâu bà tại bữa sầm bát đừng đi như vậy chẳng nhưng ai đừng viên lại bàn tha bà vay đã bản tụ vay gắng thầm na ớt nha bản thong tê ba tại sầm bát nhưng trong như tha ta xa con mà hướng tan nâng mong chất ẩm nót chất su nâng xả hai mong bạn không ấy nữa ô tay bò sân chìm miên các bác thêm thế lắm ô đã mà đập thay mau bên này có bạn này bạn là kêu đỏ ta rút thăng trên mũi bạn này bạn là kêu rút thăng ở toàn bảo an tê bạn bố rút thăng cái mau cầm ple hỏi cái tan được kia bạn chân ở ao không ấy ta bắt rút thăng bạn tê bắt rút thăng bạn mình tụt ao cái bầy bầy bò tê mình bầy sập sai quân của mày vậy bạn tại bộ bắt rút thăng nhưng mình còn trò tê bạn xong nè à khu công năng này bà ba rút thăng công ba bà ba rút thăng ở bàn tê tục mên sầm lấp co sang bà ao ông ta chỉ cái bàn mực khơi nâu mà nó nứt sao hao su quân không ai bà cứ luôn tại bà ba rút thăng ở bàn để vậy hay như vậy tiền ba rút bàn tê bà khôi là nưng bà xong bây ta sọc thi nó còn nơi ta tư mà nuôi bà sọc thi trường bà tư trường bà lúc đó đọc phê này là cái lời sọc thi vậy chốt sọc thi bao nhiêu cụ bà ba hoàn thong sọc thi ba hoàn thong bà chơi bà sọc thi trong gì tha pi sơn nông cai sông tiêu bạc quất quất bàn trôm rừng quất vay cho ra nữa bà trong gì tha bờ tha cái tha sạch tụ ai bà là cái đồ tại bờ ở biệt các bạn rừng sọc thi quất vay là ó nhưng ta xa bà bàn tay công hỏi chụp kia bạn nhưng đấy chẳng tục ơi mình vay bò tới tới bạn nhưng trong ơi mũi khô chật mũi là
ពួកក្មេងល្អដូចគ្នាបាទខ្ញុំនិយាយខ្ញុំគ្រប់គ្រងឲ្យយកខាងបោះទេមកវាយមកទុកក្មេងនឹងសម្រាប់សັບផ្សាយគុណខ្មែរយើងទៅខ្ញុំអណិតកណាប៉ះគ្នាអញ្ចឹងពួកក្មេងខ្ញុំកំពុងតែស្រឡាញ់គ្នាដូចពេជ្រសម្បត្តិដូចបើសង្ឃឹមបាទដូចកំបរាដូចឈុតសេរីមធងដូចសុកធីសិតថាខ្ញុំពេញចិត្តបាទខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យពួកគាត់ជួបគ្នាមកវាបាទគ្រូវាខូចអារម្មណ៍អ្នកតាមដានផងខូចក្មេងទៀតបាទគ្រូបាទឯដូចកាត់ប្រសាលោកគ្រូតិចខ្ញុំបើសិនបើអង្ធីប៉ះវ៉ាន់ថងខ្ញុំនឹងគិតទៅណាទេស្រឡាញ់នឹងពីរស្រឡាញ់នឹងពីរបាទស្រឡាញ់នឹងពីរដល់ដឹងទៅណាព្រោះបងបងថងគាត់ធ្នាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ពីលីតសាំងហើយខ្សែក្រវ៉ាត់នេះគឺគេអាចនឹងដាក់ឲ្យទៅតាមដើមគីឡូ6តាដើមបាទអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាវាយជិះមិនផុតលោកគ្រូសង្ឃឹមបាទអរគុណណាលោកគ្រូបាទថ្ងៃនេះបាទឃើញណាមកកន្លះហើយលោកគ្រូបាទមកកន្លះហើយខ្ញុំនេះដំបូងខ្ញុំមានរឿងភាំងដែរអេសំនួរសួរអីចេះបើដល់ទៅខ្ញុំយូរទៅស្តាស់ដូចនេះដែរពីខ្ញុំកន្លះ5ទឹកដែរខ្ញុំគិតយូរទៅមកកន្លះ5ទឹកដែរបាទយូរទៅកាន់តែស្តាស់ទៅបាទបកាយរៀបរាប់ហើយបកាយវិភាគបាទបាទអញ្ចឹងទៅតែមានសំនួរមកបាទខ្ញុំហ្នឹងក៏នឹកឃើញសំនួរដើម្បីសួរលោកគ្រូដើម្បីឲ្យផ្ដល់ជាទស្សនៈបាទគំនិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូម្ដងទៀតបាទដែលបានចំណាយពេលបាទហើយក៏អរគុណវត្តមានបងប្អូនយើងដែលចូលរួមទស្សនៈថ្ងៃនេះនិយាយស្មោះត្រង់លោកគ្រូ12សប្ដាហ៍នេះថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមកខមមិនច្រើនជាងគេបាទខមមិនច្រើនជាងគេហ្មងតាំងពីសុកធីកាន់មីងហុងបងដរិចអីមកគឺខមមិនស្ទើរមែនទេប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺលោកគ្រូមកគឺបងប្អូនយើងគាត់ខមមិនសុបាយមកទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទដូចខ្ញុំបានជំរាបទាំងថាវិស័យគុនខ្មែរក៏ដូចជាសិល្បៈដោយការគ្រប់គ្រងពីពុកម៉ែបងប្អូនបើអត់មានការជំរុញពីពុកម៉ែបងប្អូនក៏ពួកខ្ញុំក៏អត់មានទឹកចិត្តហើយក៏មិនអាចសបផ្សាយទៅដល់ត្រុំទលីទៅដល់អឺរ៉ុបបានដែរដោយសារការជំរុញទឹកចិត្តពីពុកម៉ែបងប្អូនអញ្ចឹងសូមសំណូមពរពុកម៉ែបងប្អូនបន្តការគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំឃើញថាសន្ទុះការគ្រប់គ្រងនេះខ្លាំងណាស់ខ្ញុំរំភើបចិត្តនិយាយរំភើបចិត្តហើយមានតែការជូនពរសូមគោរពពីចម្ងាយពុកម៉ែបងប្អូនសុខភាពល្អហើយចម្រុងចម្រើនបាទហើយប្រកបមុខរបរសូមឲ្យរស់ស៊ីទទួលទានមានបានគ្រប់គ្នាបងប្អូនបាទបាទអរគុណលោកគ្រូបាទអរគុណលោកគ្រូសាជាថ្មីបាទហើយក៏អរគុណបងមនីបាទបាទបងមនីមករាល់សប្តាហ៍តែម្ដងបាទ